sữa của dì. Ngon quá mẹ ơi. Rồi bài 150 hai bộ em đang mặc. Để em ghim bài lên. Ừ, nít mà ăn cũng khen. Lạp xưởng ngon lắm mẹ ơi. Rồi. Rồi, một người đi ngang cho em xin nút chia sẻ đi mấy chị đẹp nha. Rồi, bỏ em đang mặc là bi xanh, xay từ 1 tới 6. Sai thật. Dạ em chào chị gọn, một người đi ăn cho em gái xin nút chia sẻ nha. Bi xanh dùm em, ở đây có cái nơ, các chị về các chị không thích á thì cứ lột ra. Giải này rất là đẹp nha. Nói chung là em bán rẻ lắm, tương tác Facebook em mới bị khùng nữa rồi. Chị nào lấy bi xanh, chốt bi xanh dùm em, chết mẹ. Cái này comment dùm em bi lá đi mấy chị, tại lá có màu xanh dương rút đủ màu ra đây chị. Bi xanh lá hoặc là bi lá nha. Đủ size 1 tới 6, 150 hai bộ, áp dụng cho chế nào xe lai dùm em thôi, giải đẹp. Một trăm rưỡi hai bộ giải đẹp nha. Về không thích cái nơ cắt ra giùm em gái. Rồi bi nữa. Bây giờ em lên bi trước nè. Cái nào mà thấy nó cột hai cục vô cục là nó khác xay. Nè em có bi xanh dương nè, bi xanh lá, bi tím nha. Bi này comment giùm em là bi đen. 150 hai bộ, xay từ 1 cho tới 6, xe lai giùm em. Nè. 150 hai bộ giùm em. Cái gì vậy trời? Chị nào lấy bi đen, chốt bi đen xay 1 tới 6. Cái tay nè, cái tay may rất là dễ thương nha mấy chị nha. 150 hai bộ. Comment giùm em là bi đen. Bi đen 1 đến 6. 45 đến 75 ký hàng em có xay. Số 6 75 kg đổ về chị chứ ơi, sao không ai giao vậy? Trời ơi bây giờ em cũng không biết nữa. Cái đó là do bên giao hàng rồi chị ơi. Giờ hỏi em sao nó không giao em cũng không biết luôn. Giờ không. Nói chung là giờ shipper giống như ông cố nội em vậy đó. Bi tím, chốt bi tím giùm em 1 đến 6. Số 6 là 74 75 kg, cao chút xíu nha. Bi tím 150 hai bộ. Hàng này á. Hàng này giá cao lắm mấy chị, tại vì Facebook em bóp em bán xả xu cho mấy chị đó. Bi tím nè. Bộ sau lưng 130 cung lê, vải sô len. Comment giùm em bi xanh lá. Ủa lộn, bi xanh dương nha. Đơn 230 vào sáng không hả? Để đơn kia chị coi coi. Bi xanh dương giùm em 1 đến 6, 150 hai bộ. 150 hai bộ giùm em bi xanh dương. Em đang mặc là bi xanh lá. Facebook nó bị bóp te tua tơi tả. Comment giùm em là hoa nâu đi mấy chị. Ê sang ha, hoa nâu thì sang ha. 1 đến 6. 1 đến 6 giùm em hoa nâu. Hoa nâu 1 đến 6 giùm em. Chốt đơn đi mấy chị. 150 hai bộ hoa nâu nè. Hoa vàng nè. Sàn ha. Hàng này là may ben đàng hoàng form chuẩn nha, chứ không phải như hàng chợ đâu. Giải nói chung là giải ok. Hoa vàng giùm em. Hoa nâu số 3 chốt hoàng ngọc. Hoa nâu số 6 chốt đăng nguyên. Hoa nâu số 1 chốt chị Lê Bảy Dục ra ngoài giùm em, giùm chị. Hoa vàng số 2 cho Lê Thị Ngọc Thu. Hai bộ 150 rẻ thúi luôn. Tiền mai không là cha mảy máy rồi. Bộ nút thắt hả? Dạ em không có bán ống rộng nữa chị, nghỉ rồi. Lê Bảy số 1 chị Bảy á. Dục ra ngoài bên này nè. Áo nút thắt hả? Áo nút thắt là áo gì chị? Áo sẫm á hả? Cái cổ cổ sẫm á hả chị Ngọc Yến? Màu hồng, màu xanh lá, màu tím, màu cà số 6. Mắc điện
thoại hả? Hàng gì chị gọi hoài em mất máy. Bi xanh lá số 1 cho chị 7 luôn. Không dám nhìn em hả? Quỷ sứ hả? Cảm ơn giùm em hoa xanh nè. 150 hai bộ nha, hoa xanh. Trời ơi vải ok lắm. Hoa xanh chốt giùm em, chế nào lấy chốt. Hoa xanh 1 đến 6. Em đang mặc là bi lá nha. Hoa xanh 1 đến 8, 150 hai bộ rẻ rề. Hoa xanh số 6 cho Lê Ngọc Thu. Không biết chị còn cái gì nữa. Hoa đỏ giùm em. Trời ơi 150 hai bộ. Mà Facebook cũng bị gì. Hoa xanh số 6 cho Đăng Nguyên. Vải đẹp lắm. Hoa đỏ giùm em 1 đến 6, 75 kg đổ về. 150 hai bộ. Vàng 2 chốt Yến Nhi. Chị nào lấy hoa đỏ. Đẹp mà rẻ lắm chế, có 150 hai bộ à. Rồi hôm qua đi hết rồi em. Bi lá chốt Hoàng Ngọc số 3. Hoa đỏ. Còn cái này là hoa hồng giùm em nè, bộ hoa hồng này đẹp nè. Ê hoa hồng này sang quá à. 150 hai bộ, 75 ngàn bộ. Chia sẻ like giùm em cho nhiều người xem lên em bán đắt lên cái chị là từ gạch tới bán rẻ cho bà. Sau lưng em là cơm lê 130 một bộ. Chị nào lấy comment giùm em bi lá nè. Bi lá em đang mặc 40 cho tới 75 kg. Bi lá ha, 150 hai bộ. Ở sau là vải solen 130. Chị nào lấy hoa hồng, chốt hoa hồng giùm em 1 đến 6. Hoa hồng 1 đến 6. Hoa hồng này mình có số 6 không ta? 150 hai bộ. Vải đẹp lắm. Trời ơi hoa hồng xuất sắc luôn. Cực kỳ. Cực kỳ luôn mấy chị. Dễ thương. Hoa nâu và hoa hồng số 3 em chốt Tuyết Ly. Chắc chị bị chặn rồi quá chị đẹp. Hay là một là chị máy chị bị chặn, hai là máy em. Chị nào lấy hoa hồng chốt hoa hồng giùm em, quá trời đẹp luôn. 150 hai bộ mới chết. Trời ơi mua đại 4-5 bộ mặc cái giùm em đi. Hai này em bán lời có mấy ngàn. Giờ em thấy nó xui xẻo quá, em xả mẹ cho rồi. Bi xanh chốt bi xanh giùm em nè. Hoa hồng 4 như Xu Hào. Tay ngắn. Cái này có size 6 á chị. Hoa đỏ số 2 cho Yến Nhi. Bi xanh em lấy xanh nào? Bi xanh chỉ có bi xanh dương với lại bi xanh lá, em lấy bi xanh nào? Đỏ 2 cho Yến Nhi mà, đỏ nè đâu phải hồng. Cái đỏ ở ngoài kìa. Bi xanh lá số 2 cho Ngọc Thu. Em đang mặc là hoa hồng nha. Bi xanh. Mấy chị ơi, bi xanh em có hai loại bi nha mấy chị. Cái này là bi xanh lá nè. Còn cái này là bi xanh dương giùm em nha mấy chị. Lấy bi nào mới được mấy chị ơi. Cầm anh bi xanh hoài chốt không đúng mà giao tới mấy chị không nhận. Tội nghiệp em bán bộ đồ lời không nhiêu. Cái này là bi xanh lá. Cơm lê đỏ và tím đậm. Số 3 chị Thúy Lê. Bi xanh lá số 5 cho mèo con. Mày lấy bên đó thì chị lấy bên này cho. Đỏ và tím. Tím đó là tím mầm tơi á chị. Bên em có tiền ship là 30.000 nha. Hoa hồng số 1 em chốt cho chị Lê 7. Em đang mặc nè, đẹp lắm. Trời ơi, 150 hai bộ. Mặc cái vừa y luôn, đã hơn tiền mấy chị đi mai nha. Tiền mai, tiền công không, bộ đồ 70 rồi. Dạ được, cắt cái bông ra được đó chị.
Vi xanh lá số 5 người ta comment đó. Mẫu này gửi cái bông ra được nha chị. Vàng giùm em. Trời ơi, 1 đến 6. Tại cái mẫu này là tự bả Mai bả đưa em á, em bán giùm á. Chứ em không có đặt cái mẫu này tại vì bên em toàn là khách lớn tuổi thôi mà có cái nơ họ không có chịu mua. Về thích cam hay cắt nơ em. Bi còn em. Chị còn bi xanh lá nè, xíu chị mặc cho. Bi xanh lá nè, 150 hai bộ, chia sẻ like giùm em gái bi xanh lá nè. Bi xanh lá nha. Ủa lộn bậy, bi xanh dương, sorry bi xanh dương. Bi đen. 150 hai bộ giùm em giải đẹp nha. Bi đen cái này em bán giùm chỉ thôi, chứ em không có đặt mẫu này. Bi đen với có bi tím nữa nè em gái. 150 hai bộ phơm chuẩn giải ok. Bi tím nữa nè. Nè. Đẹp không? 150 hai bộ đủ xay từ 1 tới 6. Bông này không thích về cắt ra giùm em gái. Cái tay này dễ thương không? Đó, chị nào lấy vàng cầm anh hoa vàng giùm em. 150 hai bộ. Trời ơi trời nó rẻ. Bộ đằng sau là cum lê 130 một bộ giải số len nha chị. Ở sau hồi đầu la em có bán rồi. Bi đen số 5 cho mèo con. Đúng rồi, bi đen là bộ đó. Chị nào lấy hoa vàng chốt hoa vàng giùm em 150 hai bộ. 150 hai bộ giúp em. Hoa vàng số 4 chốt Xuân Hào, rẻ lắm. Giờ tiền công mang bộ đồ 70-80 ngàn rồi mấy chị. Em bán 150 hai bộ. Nội cha ơi nó rẻ. Bi tím nè, cục vàng ơi. Bi tím 1 đến 6 cái bông về không có tháo ra được. Cô tư nha. Muốn khang tiếng luôn à. Trời ơi. Trời ơi. Ê. 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 Trời ơi bạn lên đẹp quá à. Bi tím giùm em. Quần 2 túi 150 hai bộ. Cái này như bán giùm chỉ rồi mấy chị. Tại cái mẫu này em không có đặt. Bi hồng. Bi hồng xay hai em chốt Lệ Quyên. Cái này comment bi hồng cũng được, bi tím cũng được. Cho em số điện thoại chị Quyên ơi. 150 hai bộ bi hồng, bi tím cũng được. Ừ, cái bi hồng đi hay cho hay. Bi hồng giùm em, 150 hai bộ, xe lai giùm em. Xe lai xe chim giùm em. Bi đen số 3 em chốt màu vàng sự sống. Hoa vàng số 1 em chốt chị Yến Nhi, bị Yến Nhi phải chịu không nổi với em luôn à. Rồi. Bi hồng số 4 em chốt chị Xu Hào. Bi tím số 2 chốt Yến Nhi. Bộ treo 130 cô cung lê quần ống bắp đẹp lắm. Bi hồng số 1 cho Lê Quyên. Rồi ok, 150 hai bộ xe lai giùm em. Bộ treo trên là cung lê quần ống bắp nhẹ đẹp. Một từ có thể nói ra cho bộ ở sau là đẹp. Vải xô len nữa ha. À, rồi ok chị Lệ Quyên. Chị nào lấy bi hồng quần 2 túi nè, quần mang 2 túi sâu luôn nha. Hàng này giải đẹp lắm tại em bán giùm bả thôi. Lên cái mẫu vậy em khó bán lắm, mẫu có nơ niết đồ em khó bán lắm. Chị nào lấy bi tím, bi hồng gì cũng được ha. Chốt giùm em 1 đến 6. Chốt nâu giùm em đi. Nâu 1 đến 6 luôn, 6 mình còn. Nâu. 150 hai bộ, giải đẹp, giải ok. Nè. Nâu giùm em. Đẹp hơn mấy chị ha. 150 hai bộ chốt nâu. Nâu giùm em 1 đến 6. Nâu 1 đến 6 giùm em gái. Chốt đơn. Nâu 4 cho Xu Hào. Cái này comment giùm em là hoa xanh. Nâu 2 chỉ nhi có hoa đỏ nữa. Nâu 3 cho màu vàng sự sống. 150 hai bộ giùm em. Hoa nâu.
về lạp xưởng rồi chị nào lấy chốt luôn nha, 190 một ký, vẫn còn giữ giá cho mấy chị. Tại vì thịt đang chuẩn bị lên á, Tết họ lên. Nấu một cho chị Yến Nhi. Chốt giùm em hoa đỏ 150 hai bộ em đang mặc. Nào, 150 hai bộ hoa đỏ một cốc. Bi hồng số 2, xanh vàng số 2 cho cô Nhi. Cao mét 45 bạn nhiêu ký em? Em nhiêu ký? Em xanh vàng mà. Đúng rồi, xanh vàng. Một bộ. Bộ màu một bộ. Bi xanh nào chị Lệ Đặng ơi? Chị Lệ Đặng chị lấy bi xanh nào? Em có hai loại nè. Bi xanh vuông với bi xanh lá, chốt giùm em bộ màu. Comment giùm em là hoa đỏ. Hoa đỏ này em có size 1 đến 6, 150 hai bộ nha mấy chị. Đẹp lắm. Hoa đỏ 1 đến 6 chốt giùm em. Hoa đỏ 1 đến 6 quần vẫn hai túi cho mấy chị nha. Không có dài đâu em, chị cao 1,5 m nè. Có dài thì dài có quần thôi. Lấy chốt giùm em. Nâu 75kg em có đó chị, 75kg cao chút xíu giùm em gái nha. 150 hai bộ, chia sẻ like giùm em. 75kg em có, cái này comment giùm em là hoa đỏ. Hoa đỏ chốt giùm em. Chốt giùm em là hoa xanh nè, 1 đến 6. Dễ thương lắm, vải đẹp lắm. Bán hết bộ đồ lời không còn nhiêu hết. Em bán ra một bộ đồ mà còn rẻ hơn tiền mấy chị đi may đó, tiền công. Đừng nói tới tiền giải. Comment giùm em hoa xanh. Chạy xe quá nè. Hoa xanh giùm em. Xanh nào cũng được hả? Rồi ok chị Lệ Đặng. Bi xanh số 3 cho chị đi. Cái này là ừ. Bi đen số 1 cho Lê 7. Hoa xanh số 4 cho chị Xuân Hào. Hoa xanh số 2 cho Kim Phụng. Dạ, hàng nó đi chậm á, thông cảm giùm em đi chị đẹp. Nâu số 2 cho Nguyễn Kim Phụng. Đồ ở sau là cùm lê, em có đăng Facebook với mấy chị. Hoa nâu với hoa đỏ số 6 cho chị Trương Thị Loan. Hoa xanh số 3 em chốt chị màu vàng sữa sống. 150 hai bộ rẻ lắm. Chốt đơn. Đây bi đen đây. Cái đó là hoa xanh nha ba Nguyễn C ơi. Hoa xanh hoa đỏ hả? Số 2 hả chị, hay là chị lấy số mấy? Comment chính xác lại giùm em cái đi nha. Bi đen nè. Bi đen 1 đến 6. Mẫu sau lưng không có size bự chị, có tới size 5 à. Mẫu sau lưng là cơm lê quần ống bắt nhẹ, 130 vải sâu len. Bi đen chị nào lấy chốt giùm em. Bi đen này em còn 1 đến 6 nè. 150 hai bộ ống ôm. Ở sau là áo cổ lăn tông cơm lê, gài nút quần ống bắt 7 màu. Rồi chị nào lấy bi đen chốt bi đen giùm em 1 đến 6. 150 hai bộ. Nào lấy chốt giùm em, còn cái này là bi xanh dương nè. Comment bi trắng cũng được. Nói chuyện với cái đa hỏng nào. Bi đen xay 1 cho đời là như thế. Còn đúng bộ chị mặc luôn. Còn đúng bộ chị mặc. Số 1 hả? Chị chốt đơn cái gì em không hiểu được luôn á.
ba Nguyễn C á, xanh với đỏ số 1, tự nhiên xanh đỏ cái 2 à. Xanh đỏ số 1 ba Nguyễn C á. Tự nhiên xanh đỏ 2 là gì? Xanh đỏ số 1. Là hoa xanh với hoa đỏ hay là gì chị? Comment kỹ lại giùm em đi chị ơi. Bi đen xây 1 hết rồi. Còn bộ đang mặc cho đời là như thế thôi. Bi đen số 6 cho chị Trương Thị Loan. Bi đen số 1 này chốt cho đời là như thế là em hết hàng số 1. Chị Ngọc Linh ơi, chị mua size mấy vậy chị Ngọc Linh? Comment lại giùm em đi chị. Ừ là cái gì? Ừ chị, chị chốt đơn kỹ lại giùm em nè. Hoa đỏ hai bộ hay là hoa xanh và hoa đỏ? Cho em biết đường đi chị nha. Comment giùm em là bi trắng 1 đến 6 nè. Bi đen em hết rồi. Bi đen 1 hết rồi. Bi đen 4 cho màu vàng sữa sống. Bi trắng giùm em 1 đến 6. Hay là bi xanh dương cũng được. Chị Ngọc Linh mặc size mấy? Comment lại giùm em đi chị đẹp. 150 hai bộ nha. Hoa xanh nhiều hoa đỏ. Chưa có chốt cho ba cũng xem phải không? Hoa xanh nhiều hoa đỏ một bộ hai bộ số 1. Cái đó số mấy à? Ờ chốt bộ hoa xanh cái bãi đi. Bi trắng 45kg cho chị Ngọc Trinh số 1. Comment cái này, comment giùm em là bi xanh nha. Đây đang dơ lên này chị. Comment giùm em là bi xanh nha. Cái này là bi trắng giùm em, còn cái này là bi xanh nè mấy chị. 150 hai bộ. Cái này là bi xanh giùm em, bi trắng em đang mặc. Ok chị Yến Nhi, em đang cầm là bi xanh mà, còn em đang mặc là bi trắng. Chốt vậy đi cho dễ đi. Bi dương bi lá gì không biết. Bi xanh chắc là bi trắng á. Bi trắng số 3 cho chị Loan Lê đi. Cái này cam nãy giờ có không? Hoa cam chứa mặt đây. Hoa cam giùm em nha. Thêm bông mới nãy giờ không thấy. Hoa cam 1 đến 6. Trời ơi 150 hai bộ mấy bà ơi. Đẹp dữ lắm. Chị nào lấy chốt giùm em hoa cam. Hoa cam. Đúng rồi, nó giống bông vàng, hồi nãy có cái bông vàng giờ có bông cam. 150 hai bộ giùm em. Comment giùm em là hoa cam. Cam 4 chút xu hào qua chuyện lộn nha. Rồi bi trắng em chốt chị Loan. Cảm ơn giùm em bi xanh. Hoa hồng. Hoa hồng. Dạ có, em có tới 75kg luôn á chị đẹp. 150 hai bộ. Hoa hồng chị nào lấy chốt giùm em. Hoa hồng 1 đến 6. Hoa hồng 1 đến 6 giùm em. Hoa hồng nha, chị nào lấy chốt giùm em hồng 1 6. Vải là vải thun mà chị, bên em bán rẻ thun không à, không có bán hàng không có đầu giảng, ít lắm. Chốt hoa hồng giùm em. 1 đến 6 hoa hồng em còn. Chốt đơn. Hoa hồng 2 chốt trang đăng. Trăm rưỡi hai bộ đẹp lắm. Bán giùm chị kia thôi. Cảm ơn giùm em hoa đỏ.
hoa đỏ 1 đến 6 luôn, 6 cân. 70kg cho em chiều cao. Hoa đỏ số 6 em còn bộ. Bây giờ mai dài tay có rồi, bán hết rồi chị. Hoa đỏ chốt giùm em. Cao 1m7 không vừa chị ơi. Bên em không có size cho người 1m7. Hoa hồng số 1, hoa nâu số 1 cho đời là như thế. Hoa nâu số 1 chị hết rồi em gái. Đơn hôm qua tạo rồi chị. Ủa đơn hôm qua chưa hả? Ok. Hoa đỏ thun trơn treo ở trên đó chị, là thun sâu len á. Bi xanh bi trắng số 3 cho Hiền Nguyễn. Lấy hoa đỏ, chốt hoa đỏ giùm em. 150 hai bộ, chào em. Tay muốn sủi luôn, đau muốn chết luôn. Chốt hoa xanh giùm em 150 hai bộ ha. Facebook em nó bị cái chi. Ok, xả gì ngày mai em xả em chốt, chị cứ xả ra. Comment giùm em hoa xanh nè. Áo này mai cực lắm, cái tay nè. Tay mai dễ thương ghê luôn. Đúng rồi, sẽ. Hoa xanh, bi trắng số 3, dậu hoa đỏ số 2 em chốt chị Hồ Cúc. Vàng giùm em 150 hai bộ này, về không biết bao nhiêu. Bi xanh giùm em. Có bi hồng luôn nha mấy chị. Bi xanh là bộ bi xanh đẹp chết. 150 hai bộ, Facebook nay bị te tua. Te tua tơi tả với Facebook à. Bi trắng số 4 đang mặc cho Thanh Trang. Bi tím đi. Bi hồng đi. Bi hồng 1 đến 6 đi. Bi hồng đẹp lắm. Hoa vàng có số 5 chị. Hoa vàng em còn đủ size luôn á. Em đang mặc là bi trắng nè. Hôm qua có bộ đen hả? Ok. Bi tím đi mấy chị, bi tím, ớ bi hồng đi, bi này đẹp. Lên trắng da lắm, 150 hai bộ. Bộ đang mặc không có, hàng đang mặc em may đó. Em mướn người ta may tiền công không là 70.000 bộ đó. Em có bán mấy bà cũng không mua đâu, mắc lắm mấy bà không mua đâu. Bộ em đang mặc là vải su len, bộ dây á, vải su len á, tiền công mai là 70.000 á. Tiền vải hình như là 1m mấy á, là có cỡ 80-90.000 đó. Bộ đồ mặc trong người không là 150 á, bộ dây á. Bộ treo sao là 130. Hôm nay nó mặc là phải xong rồi. Nó chuyện là cái nó sung rồi. Bà nó sung gì chứ. Cái mặt chị nào lấy bi hồng, chốt bi hồng giùm em. Chị nào muốn mua sẫm không? Hôm qua sẫm, hôm qua chị Ngọc Yến Bình không biết chị lấy gì để coi. Chị đặt bố số 6 để đâu nè, màu hồng nè, màu xanh lá, màu tím. Màu hồng, màu xanh lá. Bi hồng.
Hồng số 3 cho Hiền Nguyễn. Xanh lá với màu tím, hai bộ nữa. Rồi. Đưa cho chị bộ sẫm số 1 chị mặc. Sẫm đẹp. Bi hồng số 3 cho chị Hiền Nguyễn. Sẫm 80.000 bộ mấy chị. Bi hồng và bi sâm. Thanh bằng á chị nhiêu ký vậy chị? Nhiêu ký chị cao nhiêu vậy? Cho em biết cân nặng với chiều cao chị em mới biết đường em lấy size nha. Sẫm 80.000 bộ nè. Có size từ size 1 tới size 6. Đẹp lắm luôn. Trời ơi xinh xắn. Bộ em đang mặc là màu bơ, size từ 45 tới 75 kg. Hồi nãy số 6 mình còn bơ không? Đẹp lắm. Bộ này phải nói xuất sắc luôn á. Hoa vàng, hoa xanh, bi lá, bi hồng. Hoa vàng, hoa xanh số 3 cho Minh Phai. Bi lá, bi hồng số 3. Bi xanh lá. 57 ký mặt số 3 chứ chị, đâu phải mặt số 2 được. Xanh lá với bi hồng. 57 ký mặt số 3 chị, tại tùy theo xưởng họ may size sao á. Bên em 57 đến 60 ký là mặt số 3 hết, đẹp lắm. Có nhiều chỗ thì họ sẽ may phông to hơn thì 57 ký chị mặt số 2, chứ bên em là chị mặt số 3 hết nha. Bà men giùm em là màu này màu bơ nè, 80.000 bộ. Mẫu này đẹp lắm, không ai bán 80 đâu, em nói thiệt á. Chị nào lấy bơ, chốt bơ giùm em nè. Màu này là màu xanh lá nè. Xanh lá đậm giùm em 1 đến 6 luôn. Em đang cầm trên tay là size số 4, 65 kg nè. Đâu đây còn bộ Thúy Kiều Nguyễn nữa là sao? Tám mét em ra. Bi hồng và bi xanh số 4 cho chị Thanh Bằng. 80.000 bộ em đang mặc. Xanh lá giùm em. Tím quế nè. Em đang cầm là size 1, đều size, tính quế còn 1 tới 6 luôn. Đẹp lắm mấy bà ơi. 80.000 một bộ nha. Tím quế chốt giùm em. Chị thôi lấy quế, chốt quế. Em lấy đủ màu số 1 giùm chị. Em có 7 màu hay gì? Có quế nè, có hồng, có đen. Ngàn bộ em đang mặc đẹp lắm. Này em có hồng nè. Hồng này hồng guốc nè. Có đỏ đô nè. 80 nha, đỏ đô. Đỏ tươi nè. Đỏ tươi. Rồi em có riêng đặc biệt, em có màu đen. Đặc biệt em có màu đen. Hồi nãy hình như có chở qua cọc ba này phải không? Có coi xay ra không? Đâu? Lửa ra luôn đi. Bộ sẫm xanh lá xay 4 ăn chốt chị Chi Bùi nè. Giải đẹp lắm, mịn đẹp lắm, giặt không sù lông, không ra màu. Số 4, bỏ đi số 4. Số 4 mới cọt cho đi số 1. Màu đen. Chị Nhật làm xưởng rồi hả? Chị Hoa ơi ngon không chị? Mấy chị ăn lạp xưởng ngon, có gì ủng hộ em nha. Lạp xưởng mai mốt chắc lên 200, 201 gì quá.
đang thịt nó đang lên màu đen nè, đẹp không, xuất sắc không? Đầu sau lưng đó có nhiêu màu đó em? Sau lưng còn màu gì nữa ta? Sau lưng còn màu vàng nữa với màu màu hồng. 130 một bộ. Sau lưng còn màu vàng, còn màu vàng 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 bò này với màu hồng rốt. Cái hồng rốt nè, 7 màu. Thẳng này ngồi ở đó làm gì, cách cái đó ra luôn đó, có còn cái gì vậy? Số 3 với số 2 này. Nè, vàng với hồng rốt chùm chị, 130 giải su len. Số 3 hôm qua là màu màu đen, không có hàng bán luôn. Còn bộ màu đen em đang mặc còn bộ số 3 hôm qua khách mua hết chưa? 80.000. Màu này màu hồng giùm em. Vậy hả? Hồng giùm em nha, 1 đến 6, 80. Cái tay dễ thương luôn. Khoét cái lỗ chỗ này dễ thương. Đen 3 chút gì đầu nhung. Đỏ đô giùm em. Trời ơi 80.000 các bạn ơi, đẹp lắm. Phơm cực kỳ đẹp. Đồ ở sau là quần ống bắp nhẹ nha. Chốt đơn giùm em đỏ đô. Tính quế số 3 chốt hồ cúc. Sẫm đen số 4 chút chi bùi. Đỏ tươi. Đen 3 mình còn bộ nào không? Nãy sáng em nói sẵn bộ á. Kiếm kỹ là coi chị Tuyết Lê chốt bộ nè. Dạ con chào cô Trần Thu Ngọc ơi, chị lấy size mấy nè chị Ngọc? Chị lấy size 5 hay size 6 em quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu rồi, khách nói mà quên mất tiêu. Đen 3 em nói hồi sáng xả lại nằm đâu. Dạ sẵn 80 với chị. Trời quên chị Ti Quỳnh nữa. Sẵn đẹp quá trời luôn chị Ti Quỳnh ơi. Dạ đen 1 có chị Quế em đang mặc. Chị mới nhận lạp xưởng ngon lắm. Dạ em cảm ơn chị Trinh nha, có gì muôn hộ em nha chế đẹp. Đen 3 em hết rồi. Đen 3 không chốt được cho chị Tuyết Lê nha. Đen 3 em hết. Dạ sẵm em biết sẵm rồi mà chị Ngọc lấy size mấy á chị Ngọc. Đen 1 còn có hình như có bộ 1 quá chế. Chị Ngọc hình như mặc số 5 hay gì. Đen 3 em chốt cho mình chị gì đó là em hết đen 3 cho chị Đào Nhung là em hết đen 3 rồi. Rồi nhảy vô đây chốt đơn đi. Đen 3 em hết nha. 58 cái mặt số 3. Xanh bơ với đỏ tươi số 4 cho Thu Ngọc. Màu hồng này đi mấy chị, hồng này đẹp lắm. 80 58 ký mặt số 3 đó chị. Mặt đẹp lắm. Nếu 58, 59 ký cao xíu đẹp. Chi bùi đen 4. Đen 4. Trời ơi. Đen 4 hay xanh đen? Làm gì có màu xanh đen. Là cái nào đâu nãy hả? Ừ. Rồi sẵn đen số 1 em chúc chị Từ Quế. Cái đầu kia cũng không có màu xanh đen luôn. Sao lên, số lên đó sao không có số 6 em, số 5 không à. Từ Quế đang như đây. Chị Đào Nhung em chúc đơn từ hai bộ nha. Đưa Từ Quế đây. Đen 3 cũng đẹp.
Dạ. À, số 5 là mua cho mẹ ha. Rồi, ok. Số 4. Rồi em bận có 65kg luôn, đẹp lắm, 80.000 à. Giải bao hàng cho mấy chế luôn. Em đang mặc là màu hồng đất, hồng guốc nè. Có đủ size, bộ em mặc có tới size 6 là em sắp hết sẵn ra cho chị luôn đi. Khách ăn lên luôn sẵn. Ok chị. Hồng này đẹp lắm nè chị Nhung. Hồng đẹp lắm luôn á. 1-6. Có 80.000 rồi, mấy chị thấy rẻ không? Nút này là em làm luôn nha, tự bên em may luôn chứ không có đi mua. Có 7 màu chị, từ từ để em lên, nãy em lên quá trời rồi. Ở sau là quần hơi ống bát nhẹ, san hồ ok không? Chịu thì chị lấy. Màu đen mà hồng ruốc với tím cà, số 5. Chết cha, màu đen hết số 5 rồi. San hồ ơi. Đen hết 5 rồi. Lấy đỏ đô cho mẹ đi. Quần ống bắp nhà em lên sang, cực kỳ sang luôn. Nói chung là mẹ mặc vừa, tại vì form này nó mai nó cũng thoải mái. Đen hết rồi chị. Đang mặc đen ba em hết rồi, không còn bộ nào hết trơn á. Hồng số 3 cho chị Ti Quỳnh. Thanh Thanh không có màu đen. Em có tím quế, không có tím than mấy chị đẹp. Em có tím quế không à. Đen ba em hết sạch luôn rồi, không còn bộ nào hết. Em đang mặc là hồng. Trời, màu hồng này đẹp muốn chết luôn. Hồng này lớn tuổi mặc cũng được, trẻ mặc cũng được. Tím nè, tím quế chứ không phải tím than nha chị. Tím than là nó đậm nữa nha. Tím quế này 1-6, số 5 còn được 2 bộ. Đẹp lắm, có 80.000 thôi, bán rất rẻ còn hơn là gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn mà tím. Số 4 còn được 5 bộ. Rồi, tím 4 cho Hương Trần. Đẹp quá trời luôn. Có 80.000. Trong hôm qua có chốt cho chị không? Dạ, chị hỏi em đâu có biết được hàng hôm qua là cái gì đâu chị. Không nhớ nổi chị ơi. Bán đồ giờ hỏi hôm qua là sao em nhớ nổi trời. Tím quế 1, bơ 1 cho chị Loan Võ. Quế 1 nè. Rồi ok, 80.000 bộ, đẹp, đẹp lắm. Đồ đẹp đẹp không à, mua thêm cái tủ thì chắc. Làm xưởng 190 kg nha, ăn rất là ngon. Hôm nay em bán chị nào cũng khen á, có chị ăn xong là điện lấy sỉ luôn mấy chị, ghê không? Chưa gọi chốt hả? Chưa gọi chốt bởi vậy mấy em mới chưa biết á. Tím quế 1 em chốt chị Hữu Tiền rồi, số 1 còn có mấy bộ là hết đó nha. Quế 1 em chốt chị Hữu Tiền nè. Đợi chút xíu chị mặc từng bộ cho em coi nha Hương ơi. Rồi, quế 1 em còn bộ cuối cùng chốt chị Hữu Tiền nè. Đỏ này là không phải đỏ, tại vì em kêu đỏ tươi thôi chứ thật sự nó không có tươi, nó vừa vừa hà, đẹp lắm. Bên em điện thoại chốt đơn nha chị, không có chốt đơn qua địa chỉ hay tin nhắn gì nha. Bên em gọi điện chị xác nhận đơn hàng, em báo giá số tiền đơn hàng chị ok bên em mới gửi nha. Tím quế với đen số 2 chị Lâm Anh nè. Trời ơi, hên quá Lâm Anh ơi, số 2 đen còn đúng bộ luôn. Nè đỏ nè, trời ơi sức sắc hơn, 80.000 mới chế. Đen hai bộ. Tím ba chị Nguyễn Lai. Mấy chị biết làm sao không, nút này tụi em tự may thành cái thời dây vậy nè. Cái tụi em cột lại tụi em làm, không có đi mua nút ở ngoài. Ở ngoài mà mua á, là các chị giặt nó sẽ bị đổ lông ra, nó xấu lắm. Đỏ số 4 cho Hương Trần ha. Bên em làm, mấy chị thấy may bộ đồ lại có 10.000 mà nó tỉ mỉ tới mức đổ luôn á. Bên ngoài mà mấy chị mua nút tàu mà nút thắt về giặt mấy lần đổ lông lên, cái nhìn bộ đồ mình không có giá trị. Đầu sau lưng 45kg, cao 1,5m, mặt số 1, chị Nguyễn Lai, đẹp dữ lắm bà nội ơi. Dạ, phía sau 130 một bộ. Đỏ 70kg em có, chốt với chị Nhung Lâm nha. Đỏ 5, em mặc một bộ, đồ phía sau bộ cho mấy chị coi nè. Đợi em xíu đi, 130 phải su len. Bộ phía sau là quần ống bát nhẹ. Mấy bài mặc vô một cái là nó sang dữ lắm luôn.
Chị Thu lấy đỏ, chốt đỏ giùm em nha. Đỏ 1 đến 6. Rồi, để em mặc bộ phía sau cho mấy chị coi cho nó kỹ nè. Bộ phía sau là quần ống bắt nhẹ, đẹp cực kỳ luôn. Vải sơ len 130. Màu hồng này em có xay. Hồng này hồng ruốc nè. Nè hồng ruốc nè, chốt chị Thu Lê nè. Hồng ruốc số 4. Đẹp dữ lắm, nó sang cực kỳ luôn. Bộ đen và xanh lá số 1 em chốt chị Nguyễn Lai. Trời ơi đẹp lắm chị Nguyễn Lai ơi. Ống bắt nhẹ nè, em đứng xa cho mấy chị coi cái mẫu đồ nè. Gài nút nha. Tím quế và đỏ tươi số 3 chốt Trúc Ly. 130.000 giải xô len giùm em nè. Cực kỳ sang chưa? Nút đây là bên em gài nút thiệt nha. Ống bắt nhẹ. Dòm cái quần cái phần ở dưới này dùm em gái nè, nó bắt nhẹ ra nè, thấy không? Mặt rất là sang nha. Đỏ đô em lấy hàng nào Đoàn Nhung? Đoàn Nhung ơi, em chốt cho chị. Đỏ đô này là em lấy hàng 130 hay là hàng 80? Sang chưa? Em đang mặc là hồng ruốc nè, quần hai túi, vải xô len giùm em, dòm cái quần nè. Dòm từ cái phần gối xuống tới cái phần ống giùm em, nó bắt nhẹ ra nè, mấy chị thấy không? Quần kỳ đẹp không? Sang lắm luôn. Nhà mặc màu này chân rất là dài. Rồi, đỏ đô số 5 cho chị Đào Nhung. Bán chịu cho cô luôn. Trời ơi, cô Lợi ơi, cô mặc cái này rất là sang luôn nè cô, thiệt luôn á. Size 5 con chỉ còn đỏ đô, hồng guốc, tím hồng tơi, tím cà và màu vàng thôi. Bán thiếu cho cô luôn, nói thiệt luôn á. Ờ, đỏ đô đó của chị đó. Trời ơi, nè, sang chưa? Nhìn mặt quần ống le mà le nhẹ nữa mới chế, sang lắm luôn á. Em mua cho mẹ chồng em tại shop, cái mẫu y chang như vậy luôn. Tại shop nó bán 250 một bộ. Tại shop, nút này là tháo ra tháo vô nha. Mỗi em mặc 130.000 sang ghê không chế. Mấy chị coi cái tay ship con nè. Sang dữ lắm mà vải xô len nha. Nút này là tháo ra tháo vô bình thường nha mấy chị. Nha, em dặn như làm giống như là pyjama vỏ cổ kiểu vậy á. Quần là ống bát nhẹ nè. Trời ơi em khoái màu hồng này quá, để màu hồng này mặc với mấy cha. Sang quá, quần vẫn hai túi nè. Coi nè. Sang chưa? Chị nào lấy ruốc chốt ruốc 130 rất là rẻ luôn. Bảo đảm với mấy chị luôn á. Em về chỉ có mấy bộ thôi, em về có 100 mấy thôi. 5 bộ hả? À rồi, 5 bộ này rồi, rút 5 con chốt cô Lợi nè. Cô Lợi ơi đẹp lắm, cô mặc lên sang lắm. Kiên Quỳnh ơi, chị mua hàng bên em gọi chị không bắt máy á chị đẹp. Kiên Quỳnh xả đơn luôn ha anh. Mua hàng gọi chị mấy lần chị không bắt máy á chị. Để chị xả. Khổ ghê luôn á trời. Dạ có, em đang mặc trong người số 1 nè. Hồng quốc 1 em chốt mai cao sang dữ lắm. Mấy bà nhận mà mặc không sang á, mấy chị trả hàng em. Quốc 1 em chốt mai cao. Trời ơi màu đen nè, em có size 1 tới 4 luôn. À bé Nhi ơi, em mặc size mấy bé Nhi? Size 2 phải không em? Quốc 2 cho bé Nhi nè, sang dữ dằn lắm. Quần ống bắt nhẹ, không ai mà bán bộ đồ cho mấy chị mà. Không ai bán cho mấy chị bộ đồ này mà 130 đâu. Em nói thiệt luôn, phải ít nhất cũng phải 180. Quốc 2 em chốt chị Liên Danh. Trời ơi nó sang rồi ơi. Cái màu đen giùm em xỉu luôn. Màu đen em còn từ 1 tới 4. Vậy hả? Có chốt mà có. Trời ơi màu đen luôn mấy bà ơi. 130 mua ngay em đi. Chứ để shop khác nó ăn cắp mẫu rồi nó mai nó bán 180 cho 250 luôn. Trời ơi, nổi ốc cục luôn, nổi ốc luôn trời, màu đen. Đen một cho em chốt chị Mai Anh Phan nè. Màu đen quá đẹp luôn trời trời, coi nè trời. Quần ống bắt nhẹ giùm em. Đồ sao, nè em đang mặc là ở sao nè. Ok chị Mai cao, kiểm tra đơn trước, ok chị đẹp. Màu đen này em còn 1 tới 4 nha, số 5 em hết rồi.
Em mới dẫn đồ rồi nha chị. Dạ, mặc ok không chị Như ơi? Đen này em còn 1-4, 65-66 kg đổ về, quần ống bách nhẹ nè. Rồi em rất là sang luôn ha. Rồi, đen 2 chốt bé Nhi. Ủa Nhi ơi, hình như điện thoại em thay bao hay gì Nhi? Em mới coi lại điện thoại giùm chị gái nha. Chốt rồi hả? Ừ. Rồi đen, trời ơi, sang cực kỳ. 130, không tiếc đâu mấy bà, em nói thật sự luôn. Bỏ 130 mua bộ đồ tiếp gọi điện em. My ơi, cưng bán bộ đồ chị 130 mắc quá thôi. Giờ chị trả lại, vui vẻ nhận lại cục đồ liền. Em bán mẹ em nổi ốc cục luôn nè. Shop khác là phải bán 180-190 nha, tại vì vải solen mặc lên nó sang lắm. Chị mặc vừa đẹp lắm hả? Giờ em cảm ơn chị Như nha. Dạ con biết rồi, con chốt cô năm rút. Đen 5 em hết hàng rồi chị. Đen 1. Đen 1 em chốt đơn chị Mai Cao. Đen 1 em chốt chị Mai Cao. Đen 3 em chốt chị Hiền Nguyễn, sang dữ lắm. Em ở đó đây chị bóc chị hốt nha. Rồi. 65 kg có chị, 65 kg mặc size 4 giùm em. Đen 3 em chốt chị Hương Nguyên. Mấy chị mặc thử một lần kiểu này đi, kiểu này độc quyền cho một mình shop em bán thôi nha. Chưa có ai bán hết. Quần nè. Đen 4, 65 kg em có đó chứ. Đen 4 em còn có 3 bộ à, chứ chốt đi thôi hết nha. Trời ơi sang vậy lắm. Nói chung là lớn lớn tuổi 40-50 mặc vô đi đám đi tiệc cũng sang, dữ dằn lắm. Thiệt mới chế luôn. Sang lắm. Trời ơi trời. Cô Lợi ơi, màu vàng này đẹp quá cô yêu của con ơi. Cô yêu dấu của con. Quá trời màu vàng này đẹp luôn cô, 1-5 nè. Vàng này vàng bò. Trời ơi trời. Ốc cục em nổi nữa rồi mấy chế ơi. Quá trời đẹp màu vàng luôn. Gãy nút bình thường nha. Chết mẹ hết đi. Rồi. Hàng này là gài nút bình thường nha, tại vì trời ơi xuất sắc luôn. Màu tím cà xay 1. Ok chị Mai Cao, tím cà ở sao xay 1. Trời ơi trời. Đẹp quá trời luôn. Quần ống bách nhẹ chị Mai Cao. Ok thơ kim nè, cục vàng. Trời ơi, bữa đó có gọi điện cho em nhớ không em, là gì chị? Là sao chị gái? Em không hiểu gì luôn. Nói kỹ kỹ lại cái đầu. 130.000 giải su len. Dạ. Lấy tím đậm hả? Tím đậm là tím mồng tơi á chị gái. Rồi tím đậm số 3 cho chị Hương Nguyên. Màu vàng này nó lên nó đẹp. Trời ơi trời luôn. 130 một bộ giải su len giùm em. Hốt đi mấy chị, hàng nút là gài thiệt nha, chứ không phải nút giả nha. Nè, em gái gài ra gài vô, vải rất là đẹp, mặc lên sang ghê không. Quần ống bắt nhẹ cho mấy chế, mặc lên cái chân nó dài. Em có 1,5 m nè, mặc lên giống 1,65 m ghê không. Mặc lên giống 1,65 m luôn mấy chế. Sang ghê ha, 40-50 tuổi, 50 mấy mặc vô nhìn sang đứng lên liền. Mặc bộ đồ đi đám giỗ, đám quải, đi phụ dọn đám, đồ nó lịch sự mấy chế, có 130. Mua về ai hỏi nó 180 giùm em nha. Đồ này rất là sang luôn chị Tuyết. Thiệt thật sự. Nè cái cổ nè. Sang chưa, gài nút hết cho em cái tay nè. Rất là sang, 130 một bộ màu vàng bò, chốt giùm em 1-5. Cái quần ống bát nhẹ mấy chị nhìn từ cái đầu gối em xuống tới cái ống quần nè mấy chị thấy không? Nó bát nhẹ ra cho mấy chị nè, rất là sang. Chị nào lấy vàng chốt vàng bò giùm em, không lẽ để là bộ vàng này mặc chứ nó thiệt á. Lấy thêm vàng số 2 cho chị Liên Danh, vàng đẹp lắm. Mà đúng vàng này nó mới đẹp nha, vàng khác là không đẹp nha. Vàng 2 chị Liên Danh. Dạ tím quế em không có. Vàng bò 5 cho Sang Hồ. Vàng bò 5 em chốt Sang Hồ. Đồ chị My lên đồ sẫm mà rút cho em xem lại. Rồi ok chị dơ lên em xem nha. Vàng bò 3 cho chị Hiền Nguyễn. À, vàng bò 5 em chốt chị Nắng Hồng. Dạ mua chung với kem miễn ship ly. Chút ly.
Rồi. À, màu hồng ruốc hả? Đây hồng ruốc của sẫm nè em gái. Nó gần giống như màu hồng ruốc. Dạ, mặt xanh rồi, em mặt liền, mặt liền. Nè màu hồng ruốc nè. Hồng ruốc nè em yêu ơi. Rồi. Rồi chốt chị lập xưởng cho chị bé 65 mua 2 kg đi chị đẹp. Ủa? Mua 2 kg đi, mua có 1 kg nhỏ. Lập xưởng mới về luôn, em mới hàng mới không à. Trời ơi, chị bé 65. Quất cái này mà dạy bộ cho em coi, đẹp dữ lắm, sang dữ lắm luôn mà chế. Rút 1 em chốt chị Hữu Tuyền. Hủ kem ok chút ly chị Tuyền ơi, chị lấy rút ha, rút của 130 hả chị? Rút của 130 hả chứ đẹp. Màu xanh lá nè. Xanh lá này cũng sang luôn. Trời ơi trời. Cái màu nào nó cũng đẹp luôn mấy bà. Nè. Sang ghê không? Nè. Nếu như mấy chị đi đám đi tiệc ở trong có mặc cáo dây như em để giày vẫn sang nha. Ở trong có ê. Ở xong có cái áo dây mà kiểu mà mình trẻ trẻ nha, mặc gì cũng sang nè. Khỏi gài mà gài sang hơn. À, rút 80 cho chị Tuyền ha, chứ không phải rút rút số 1. Chụp cái đó vào đây. Rồi. Ngực to không em? Không có hở, đẹp lắm. Trời ơi ông nội ơi, cái đường đinh này đây nè, ông nội ơi, nó xong quái hà. Xanh lá giùm em. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Đẹp nè anh coi nhìn vợ lên nè anh. Anh. Lá 5 hả? Sao lá chị không thấy số 5 luôn á ít. Qua đây em chạy qua đây em coi chị coi. Gàn bò số 5 em chốt chị Đào Nhung. Qua đây em coi coi mấy cái cục này chứ. Có cái nào mà nó cột mà chung á. Cái nào coi chừng nó cột qua dính số 2 á. Để em coi lá 5 coi còn không nha chị. Lá 3 em chốt chị Hiền Nguyễn. Lá 5 em hết trơn rồi. Nói chung là không có số 5 mà số 5 là chưa lá. Phải không? Ừ, có chừng đó. Màu vàng chị mặc. Dạ, màu em đang mặc là vàng đồng chứ không phải vàng bò. Vàng bò nó đậm hơn nữa. Vàng bò thì nó hơi già. Vàng này vàng đồng đẹp lắm chị Liên Danh. 130 một bộ chị Nguyễn Thi Liên. Lá 5 đúng không? Đen 5 mình còn không? Rồi lấy cho chị bộ đen lá 5 đi cho chị nắng hồng nè. Bởi vì chị thấy không có lá của số 5 mà. Đẹp lắm, quần ống bắp nhẹ. Mua hàng ngày rồi nhớ em luôn để dành đi Tết. Mặc Tết. Lá 5 em chốt. Bởi vậy chị nghi lắm, thấy số 5 không có. 130 số len giùm em gái. Xanh lá giùm em. Đây cho chị còn tím hồng tây. 75kg mẫu này em không có, em có 70 quay về à. Tại vì cái này em may nhận bát á, bát nhẹ. Tím mồng tơi á. Tím mồng tơi giục mồi tím cào lên ghế luôn. Trời ơi. Dạ đen 5 em hết rồi. Đen 5 em hết trơn rồi. Lòi ra được màu xanh lá, màu đỏ. Với màu tím mồng tơi nè. Cam ba. Mặc đi, thử mặc một lần trong đời ống bát đi, nó đẹp lắm. Su len bây giờ Tết về nó mắc kinh khủng. Su len Tết mắc kinh khủng, tím mồng tơi, mặt nó trẻ và nó sang quá mấy chế ơi. Tím mồng tơi giùm em. Dạ bên em đang cũng bị gọi với chị Liên. Tím mồng tơi giùm em 1 đến 6, ủa 1 đến 5. Chuẩn bị gọi đó chị. Tím mồng tơi giùm em. Quần ốc bát nhẹ nha. Đầu này là ống bát nhẹ giùm em, tím mồng tơi. Có tím hoa cà luôn. Hình như cái này em về có 191 bộ à. Mẫu số len này nè. Tím cà,
Trứng cà này lên cũng sang quá. Bội bộ sẫm đen. Ok, chi bồi hồng rút số 4. Hồng rút số 4 sao lên. Vậy là màu đen 4 mình dư ra được một bộ. Tím qua cà. Chị Phúc Trương ơi, chị mặc size mấy comment giùm em gái. Má ơi, tím qua cà nó sang. Bà ba bông em nhường cho em bán rồi chị. Không, vải này xịn hơn bà ba nhiều em. Xịn gấp 10 lần á. Cái này là sâu len, còn bà ba nó lại lai dông em gái. Chị Phúc Trương lấy xay máy chốt giùm em ha. Vải này đẹp hơn bà ba nhiều em. Nói chung là chốt cho chị mà gọi chị không có bắt máy. Chứ không phải là bắt đề cọc hay là không cọc. Sẫm có màu đỏ đô quá chị. Chị Phúc Trương mặc sai máy vậy ta. Nè sẵn em có đỏ đô nè. 54kg lấy chị số 2 nha. Tiếng một tơi số 2 đi. Nè sẵn em có đỏ đậm nè, đỏ đô nè. 80.000. Cái vấn đề không phải cọc là cọc gì, bên em liên hệ cho chị chốt đơn không được thì tụi em cũng đâu có biết địa chỉ chị ở đâu đâu mà gửi ra là lấy cọc cho chị. Đỏ đô sẵn 80. Cái vải này mới là vải may bà ba nè. Cái vải sẫm này mới may bà ba. Còn cái hàng này là hàng cao cấp hơn nha em gái. Tím. Tím hoa cà. Trời ơi xuất sắc. Tím hoa cà này lên thế vậy chứ sang lắm luôn. Sang cực kỳ sang luôn. 1.3 một bộ. Su lem giùm em. Ê còn màu đỏ, chị mặc màu đỏ cái nữa cho mấy chị này xỉu lên xỉu xuống thôi. Dạ nửa ký lạp xưởng, tím cà số 5 cho nắng hồng. Đỏ sẫm số 3. Thấy chết cha, đỏ sẫm số 3 hết rồi hả? Còn đâu? Trong kia. Ừ. Đỏ đồ quá. Tiếng cà số 5. Còn trong kia còn số mấy? Đỏ đô vậy hết rồi. Vậy là đỏ đô số 3 em hết rồi chị Ti Quỳnh ơi. Đỏ đô số 3 em gái hết rồi chị. Rồi em mặc cho chị coi lại màu vàng nha. Lộn màu vàng cho chị được thế luôn. Hết trơn đỏ tư đỏ đô rồi chắc. Sáng giờ có ai? Anh ơi, bộ đỏ đó có cái của ai ạ? Sai máy hả? Trời ơi đỏ đô nè. Gì? Ừ đỏ ba vậy chốt chị Ti Quỳnh. Có rồi chị Nguyệt Thanh hả? Điện nó sức mi mi tắt hả? Ừ. Ngon rồi. Ừ điện nó sức. Điện nó sức. Hồng guốc 70kg 80k. Chị ơi 80.000 không có hồng guốc nha chị. Em đang mặc là tới 130 lận nha bà. Biết rồi. Em còn đen 3 luôn. Chế nào lấy đen 3 chốt đen 3 giùm em. Đen 3 của sẫm á. Đỏ đô chốt chị Hiền Nguyễn số 3. Trời đỏ đô đẹp. Hồng guốc số 5. Hồng quốc số 5 cho Nghi Ngọc Nữ. Nói chung là em điện cho chị 2 ngày liên tục luôn á. Đi chụp hình thì 2 ngày dữ vậy. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Quần ống bát nhẹ. Hồng quốc cũng sẵn hả? Ừ không có rồi. Số 5 á. Vậy là hồng quốc em hết rồi chị Nghi Ngọc Nữ rồi. Đỏ đô 5. Đỏ đô 5 cho nắng hồng. Rồi chốt. Trời ơi sang. Sang ghê có 130 mấy chế. Chị nào lấy chốt giùm em. Đỏ đô. Quần ống bắt nhẹ. Ừ, đẹp quá rồi. Ừ sang ghê luôn á. Đen 3 chốt lon lê 80. Dục bộ đen nó lại em ơi sau lưng anh á.
đi khách này, khách cũ hay khách mới? Trời ơi trời, không mua thì thôi, vô phá em chi cho nghiệp quật cái mẹ vậy trời. Bởi vậy em nói trong lòng em mấy bữa nay là em nói rồi, cho dù khách bơm hay khách xả gì mình cũng không chửi nha. Mình gáo mình kìm lại mà mấy chị nè. Mua lựa cho đã, giờ điện thoại nó shop mi tắt luôn. Chồng em điện lại cuộc nữa, bấm máy bận luôn. Xả ra chốt chị Loan Lê. Nói trong lòng á thôi, lên bán hàng đừng nói gì nó trơn, khách hàng là thượng đế, kệ khách có làm sao nha. Mình học những shop khác người ta cũng đâu có nói nhiều đâu, thôi mình nói quá trời, gán kìm lại mà kìm không được mấy chị. Xanh lá xay 3. Xanh lá hàng 130 hả chị Đào Trần. Lấy hai bộ đi chế đẹp lắm, có màu đen nữa. À để mặt là màu vàng. Để mặt màu vàng cho chị gì coi, quên mất tiêu rồi. Đỏ đô đi, đỏ đô sang lắm luôn á. Mẫu này có mình em bán thôi, mà mấy chị mua được 130 là rất là may mắn luôn. Em may mắn bán được cho các chị mà các chị cũng may mắn luôn. Chỗ khác họ sẽ ra mẫu giống vậy đó, nhưng mà không có giá này đâu. Họ thấy em bán họ sẽ ra mẫu à, mà không được như vậy đâu. 780. Nè vàng bò. Nó giống như vàng nghệ vậy đó chứ. Gần giống như vàng nghệ vậy đó. Nhưng mà màu vàng này lên với cái bộ này thì nó quá xứng luôn. Trời ơi. Cái này là cái mẫu này là của cái chị ở trên TikTok á, chị là tiệm may lớn lắm, chị may. Nhưng mà ở trên TikTok là cái áo nó ngắn có tới đây à. Trên TikTok là cái áo nó ngắn vậy nè. Ha, trên TikTok là cái áo nó ngắn vậy nè. Nó đem mấy kia chị chủ xưởng may cái áo cho nó dài xuống cho em, cho mấy cô đứng tuổi á, mặt nhìn nó sang. Chốt vàng giùm em. Nhung Lâm chốt gì trong tin nhắn không biết luôn. Thật sự vàng này đẹp thiệt luôn. Chị mặc hơi dài. Chị mặc là phải sắc nách. Em mặc là phải mẫu như vậy luôn, nhưng mà nó không có cái tay. Thì ok, có cái tay. Nó dạ. Đúng không? Chị mặc sắc nách mà kiểu sắc nách này đi. Kiểu sát ở trong cái đây nè. Cái que này nó le ra ngoài vậy nè. Sang. Màu vàng. Quần hai túi vải sâu len xịn giùm em. Rồi muốn màu gì nữa em gái chốt cho mấy chị màu đó nha. Muốn màu gì em gái mặc cho. Muốn mặc màu gì. Ở trên em có đỏ đô, có đen, có tiếng hoa cà, có xanh lá, có tiếng mồng tơi. Và em đang mặc là màu vàng và còn một bộ rút nữa. Lấy cái móc teo rút lên cho chị. Teo đại xuống, rút lên cái móc có đựng mắng lên cái cổ. Trời ơi mấy chị này nãy thấy em mặc rút chưa? Xuất sắc. Số 4 là khoảng 65kg, 66kg cao xíu đổ lại á. Giờ chị Kim Quỳnh á, chị muốn em chốt thì chị chọn đi. À, mai ông xã em gọi nhớ nghe máy giùm em là được nha. Nhớ nghe máy giùm em là được. Không nghe máy thì tụi em xã ra tội nghiệp tụi em lắm. Ủa chùm ngột có nửa ký à, nửa ký 60. Một ký thì đó là hai hộp. Ngon lắm. Chùm ngột. Nói chung là chùm ngột chứ mức chuối em bán chuyến này đó là em không bán nữa, cực quá. Lời có 10.000 hộp à. Mà đóng bao, đóng gói rồi này kia đồ không có lời lại còn có 5-6 ngàn à. Thôi em ngưng em không bán nữa. Yến lấy cho chị lập xưởng với lấy cho chị lập xưởng với chuối với chùm ruột ở đây chị bán luôn. Em bán cái này để em ngưng không lời, lời có 10 ngàn hộp à. Mà trừ ra tiền tiền giấy xốp quấn sợ cái hộp nó bể. Rồi ở này kia hết, nó không có lời nhiều bà ơi. Chốt vàng giùm em lạp xưởng 190 một ký, ăn không ngon, điện em trả tiền lại cho. Sạch sẽ tươi ngon mỗi ngày. Lạp xưởng là em lấy chiếc này nữa là em bán 50 ký rồi đó mấy bà chế. Nè mất kẹo chuối giùm em. Kẹo chuối em vô bịch nha. Dạ chùm ruột nhà em làm lấy bộ màu à. Màu vàng, bộ màu tím mồng tơi. Ok chị Phúc Trương, em cảm ơn chị đẹp. Bộ màu vàng số 2 chốt chị. Chùm ruột nhà làm chế, ngon dữ lắm. Cái này là tụi em ngào bằng đường á, chứ không có mà bỏ màu vô để cho nó đỏ đâu nha. Cực kỳ đẹp luôn, một keo như vậy là nửa ký. Tính luôn cái keo là 550g, 60.000 em bán một hũ này em lời có 10.000 luôn. Lời đúng 10.000. Để lại hũ ăn mới được.
Một hộp này là nửa ký chưa tính cái keo nha. Cái keo là 50g đó, là Tân Nguyên hộp là 550g, 60.000. Hồi sáng chỉ dâu em đồ em mặc 130. Một hộp như vậy 60. Ngon lắm. Em bán đợt này nữa là em ngưng rồi. Không có lời nhiều quá, cực quá à. Mà vốn tùm lum hết trơn á. Còn mứt chuối á, còn kẹo chuối này á. Kẹo chuối này là một bịch như vậy nửa ký cũng 60 luôn. Kẹo chuối này ăn rất là ngon và làm bằng chuối nhà. Tại vì chuối mùa dịch này nó mắc lắm. Này bà này mới có chuối nhà, mới trồng nguyên một mấy công chuối rồi đó. Chuối này cũng 60.000 một bịch nửa ký, rất là ngon luôn, mấy chị ăn chuối đi. Còn lạc xưởng một bịch như vậy là nửa ký nè. Size 5 là 70 kg đổ về đó em. 70 kg cao mét 56, 57 trở lên ha. Còn cái này là lạp xưởng một bịch như vậy là nửa ký. Hai bịch như vậy là 1 ký. Em bán hiện tại bây giờ vẫn giữ giá cho các chị là 190 nha. Khi nào thịt lên thì em sẽ bán giá lên tùy theo. Ví dụ như lên 10.000, 20.000 gì đó tùy. Chứ bây giờ vẫn còn giữ giá 100 kg. 190 một ký, mấy chị mua ăn thử đi, hổng ngon điện em. Em trả tiền lại cho. Một bịch như vậy là 95.000 nè, nửa ký nè. Hút chân không, vận chuyển để nửa tháng ở ngoài vẫn bình thường, không sao hết nha. Bên em hút chân không hết rồi. Lạc xưởng này là 8 phần thịt, 2 phần mỡ, phơi 3 nắng giùm em, rất là ngon luôn. Khách nhận không biết bao nhiêu ký rồi, hình như em bán là tổng cộng là khách nhận cái khoảng 30 ký rồi, ai cũng khen ngon hết, 190. Một hộp chùm rượu em em chốt chị Ti Quỳnh. Chị đâu lấy lạc xưởng, hút lạp xưởng giùm em, một bịch như vậy nửa ký là 8 cây, 16 cây một ký, 190. Lạp xưởng này nếu người ta bán là hiện tại bây giờ luôn á, khách sĩ lấy ra bán 300.000 một ký, mấy chị có tin không? Khách sĩ á, kẹo chuối một bịch em chốt chị Tuyết Lê à. Khách sĩ lấy á, ra là một em bỏ sĩ là 170 một ký. Nó bán ra 300.000 một ký, bán đắt như tôm tươi. Đỏ đô hồng rút số 5 cho Duy Thì, cảm ơn em. Lấy đỏ đô một hũ chùm ruột, em cảm ơn chị Hương Nguyên. Chùm ruột chua chua ngọt ngọt, đỏ đô số 2 cho chị Hương Nguyên. Sang lắm, mẫu này sang lắm. Lạc xưởng ngon, cực kỳ ngon luôn, bảo đảm với mấy chị luôn á. Ngon, ngon mà rẻ cực kỳ. Khách sĩ em lấy 170, bán ra 300.000 một ký lạc xưởng này nè. Tại vì nó rất là ngon ha, đại gia người ta mua lần 50 kg ta ăn không à. Ngon cực kỳ luôn. Thịt không luôn, mẹ chồng em là mẹ, nói chung là mẹ chồng em nấu ăn ngon mà cũng khó ăn lắm á. Mà ăn lạc xưởng thì mà bà đích bởi khen luôn á. Nó nói ngon quá à. Lạc xưởng thịt không, không có mỡ mà ươm ướp, nó có cái hậu ngọt ngon. 190 một ký, mấy chị muốn ăn thử thì mua nửa ký thôi. Em bán tự giờ tới Tết luôn. Mấy chị ăn được Tết mua ủng hộ em biếu người nhà, người thân ha. Đúng rồi, giống size bà ba đó em. Giống như chai size bà ba, kẹo chuối chốt giùm em 60.000 nửa ký. Kẹo chuối em sẽ vô bịch như vậy nè. Kẹo chuối này là bên em đóng từng hộp, từng viên hết luôn. Tay ngắn. Kẹo chuối này tụi em đóng từng viên bỏ vô từng bịch hết, hơn lại hết. Còn chùm ruột nè, chùm ruột ăn ngon. 60.000 à, chua chua ngọt ngọt. Hộp vậy là 60. Ok chị Hiền Nguyễn, 60.000 cao. Nói chung dịch giả này giờ chùm ruột cũng hiếm. Chùm ruột ngon quá, chua chua ngọt ngọt mà đậu ngọt nhiều hơn. 60.000 keo. Hồi sáng là chỉ giao 2 keo chùm ruột, 20 bịch chùm ruột, 20 bịch cái gì qua nè, 20 bịch kẹo chuối là em không bán nữa đâu. Một ký lạp xưởng nè hả chị Qua, mới mua em ký lạp xưởng luôn á, ăn rất là ngon đúng không chị Qua ơi. Chị Qua một ký lạp xưởng, một kẹo kẹo chuối. Rồi chuối em vô bịch nha nè. Kem nám hả? Kem nám chị hết trơn rồi, em chuẩn bị đặt lô khác á. Rồi gần Tết có tiền em xây tùm lum hết trơn nè. Kẹo chuối em tỉ lắm, quấn từng cục cho mấy chị nè. Kẹo chuối này là nhà làm rất là sạch sẽ mà ngon, cực kỳ ngon luôn. Đem về nhà ăn mấy bà ơi, mẹ chồng em khoái ăn. Ngon lắm.
Kẹo chuối này là có đậu phộng nè, có chuối nè, có gừng và có mè nữa. Có khóm nữa hả? Mấy đứa con của bà chị chồng em á, trời nó khoái ăn. Cho ăn cục. Cái này để đây dùm con nha mẹ. Giới thiệu đem về kia, đem về cho mẹ chồng ăn. Một cái lạp xưởng hồng đất. Dạ chị Nghiêm Ngọc Nữ ơi, học nói chi tím cà 80.000, em gái không có. Số 5 đưa, em đưa bản màu 70 ký cho chị coi nha. Đưa chị bản màu thứ 5 đi. Ngon quá. Bản màu thứ 5 là lạp xưởng ngon lắm em. Dạ em cảm ơn chị quá. Em thấy chị mua nữa là em biết ngon rồi. Lấy một cái màu. Dạ bộ em đang mặc là quần ống bách nhẹ chị Thơm, đẹp dữ lắm. Ngon quá à. Trời ơi nói thiệt, như chị dốc dốc con chó cũng phải người ta mịt gì lại 10.000. Lại ham, cái gì cũng muốn bán. Chị Nghiêm Ngọc Nữ ơi, xay số 5 mà sẵn á chị. Em còn tím quế nè, còn đen nè, còn bơ nè, còn lá nè, và còn đỏ đô. Chị lấy nào báo em. Còn màu hồng đất với tím cà, nói chung là tím cà là em không có của sẵn. Tím cà em chỉ có của hàng em đang mặc thôi. Trời ơi mức này nó ngon, thấy sợ luôn, thiệt luôn. Mức này nếu mà ra chợ bán cái 80.000 nửa ký á. Trời nó ướt ngon á. Nói chứ dịch không có tết nhất gì vậy chứ. Cũng mua bậy vài chục ngàn, 100, 200 ngàn tiền bánh mứt đồ để nhà. Cho nó có không khí tết để thôi buồn. Đó, số 5 em chỉ có những màu đó chị chốt làm em nha. Màu tím quế, màu đen, màu bơ, màu lá và màu đỏ đô. Rồi em đang mặc là quần ống ống bách nhẹ. Coi size 2 sẵn hả? Rồi em ok chị Trinh. Rồi ok mấy chị luôn. Để em thử sẵn nha. Rồi xe like, xe chim giùm em đi. Chị Trinh ơi, có mua lạc thưởng ủng hộ em không? Đồ bỏ bông là kiểu cổ tròn, xíu coi, xíu đây lại. Sẵn 80.000 một bộ. Dạ kẹo chuối có 60 và chị Chi Bùi ơi. 80.000 một bịch, bịch nửa ký á chị. Alo. Phải, dạ phải ạ. Hồng Nguyễn nào à, em ơi chị đang bán. Chút xíu thì chị điện thoại cho hay là em nhắn tin qua Facebook giùm chị đi. Không, cái này là gọi bằng số điện thoại em. Em nhắn qua bên Facebook giùm chị đi. Tại chị đang bán này, chị không biết đường, chị tới đây chị tính luôn á. Rồi rồi, qua Messenger nha. Rồi 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 rồi. Nè, sẩm nè, coi sẩm số 2 nha. Sẩm số 2 hình như em còn đủ màu á. Lên màu sẩm số 2 giùm chị, 80.000 bộ. Em đang mặc là hồng, hồng đất, hồng quốc thì cũng được, cầm anh hồng là được. Xây 2 nè. Sẩm em sắp hết rồi, còn có 100 bộ hết rồi. Kẹo chuối ngon lắm. Có chứ, cảm ơn chị. Rồi, số 5 sẩm cho cô Lợi. Số 5 á, sẩm đỏ. Hình như cái này nè, cái này nè. Nãy mình lấy mình chào chị kia nè. 1 ký lạp xưởng, 1 ký kẹo chuối luôn. Trời ơi, cảm ơn chị Trang Lê ủng hộ em gái nhiều. Lạp xưởng bán chơi chơi, kiếm tiền mua sữa cho mua tả cho con em mấy chị ơi, không có lời lớn gì nhiêu chứ. Nè, xay 2 em còn xanh lá nè chế. Còn đỏ đô nha. Còn hồng em đang mặc. Còn tím quế. Còn xanh bơ. Đặc biệt xay 2 em còn màu đen. Muốn em mặc màu nào comment em mặc màu đó cho mấy chị coi. Mấy cái hàng sẵn này đâu hết rồi. Đen 2 chốt vỏ liền.
màu đen. 65kg còn màu đen của chị gì nãy xả. Chi Bùi. Cho chị một kẹo chuối, một mướp chầm ruột em chốt chị Chi Bùi. Đen 4 hiện tại đây giờ mình còn không? Mình còn đen 4 một bộ của chị Chi Bùi á. Anh ơi, anh rảnh anh chạy qua anh soạn cái đống này kiếm chị Chi Bùi thì đen, bộ màu đen số 4 á. 65kg còn màu đen chốt cho chị. Chị ơi, Diễn biết à. Thấy Diễn chạy lựa kiếm nó mất thời gian á, tại vì nó đổ đóng ra luôn rồi. Canh nào màu đen thì gỡ ra thôi. À, ngay luôn hả? Ừ. Rồi, màu đen số 4 còn luôn nè. Chị nào lấy chốt 65kg. 50kg cao nhiêu em ơi? Nè. Không rút giùm em. Hồng này còn 1, còn 2, còn 3, còn 4. 5 hết. Bơ mình còn bơ 1 không? 78kg em không có. Bơ 1 mình hết luôn rồi. 50kg mé 6 mặt số 1 đi em, nó ôm. Màu đỏ đô giùm em 80.000. Đỏ đô này em còn size 1, size 2 nè. Size 4, size 5. Size 6, 1, 2, 4, 5, 6. Đỏ đô 80. 1, 2, 4, 5, 6 giúp em. Quá ngon, quá đẹp. Lạp xưởng ngon lắm đó chị, ăn thử đi. Ăn không ghiền, không lấy tiền. Đỏ đô nè. Anh vô trả lời tin nhắn cho Hồng Nguyên gì giùm em ấy. Có xanh bơ nữa. Xanh bơ đâu? Ưa bộ xanh bơ số 2 chị. Bơ này còn 2, còn 3, còn 4, còn 5, còn 6. 75kg vừa luôn. Vậy hả chị Hương? Nè. Chị nào lấy bơ chốt bơ giùm em. Nào lấy bơ chốt bơ giùm em. Hồng Nguyên này khách cũ hay là khách khách mới vậy? Chị nào lấy chốt giùm em bơ nè. Chốt chị đen một bộ. Một. Cái gì? Kẹo chuối 60.000 một bịch nửa ký. Đen 4 còn không? Ủa đen 5. Đen 5 chốt cho chị Nghiêm Ngọc Nữ. Với đỏ đô số 5 chốt chị Nghiêm Ngọc Nữ. Em cảm ơn chị. Rồi bơ 3 chốt chị Ti Quỳnh. Bơ 2 chốt chị Tuyết Trinh. Bơ 1, 2, 3, 4, 5. 5 còn 2 bộ, 6 còn 1 bộ. Bơ đẹp lắm. Rút sẵn xay 1. Bơ 1 hết rồi em gái. Rút 1 mình còn không? Rút 1 thì những chị mới cởi ra nè. Ừ, rút 1 chị còn cho em mà sẵn. Bơ hết nha, số 1 hết hàng luôn rồi. Bán kèm chơi đồ ăn thôi chứ em không có lời gì đâu mấy chị, đừng trả giá tội nghiệp em. Đen 4 hồi nãy đâu rồi? Đen 4 chốt chị Hương Trần. Bơ chốt giùm em. Đỏ đô số 1 còn. Dạ 80.000 một bộ. Sau lưng ở sau là 130. Số 1 còn xanh lá, đỏ tươi và đỏ đô. Nè. Ở sau là cung lê mà ống bát nhẹ đó chứ. Đỏ tươi này không tươi lắm, mà tại em kêu vậy đi. Đỏ này size 1, size 2, size 3, size 4 và size 6. Còn đỏ em đang mặc là đỏ đô, còn size 1, size 2, size 4. Hết hàng 1, 2, 4. 80.000 sẵn nha. Sẵn em sắp hết rồi đó. Đỏ nè. Em có tím thôi chị Tuyết Trinh. Bộ sau lưng lên sang.
Đỏ này đẹp này chị Trinh, đỏ tươi. Xanh lá thì lá hai hết luôn hả? À đây, chỗ này nè. Lá giùm em. Lá 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lá. Hỏi coi nó mua cái gì vậy? Thằng Nguyên nhắn tin nó mua cái gì vậy? Bộ bà ba gì mà 6 bộ trời. Mua hồi đời nào tới giờ luôn hả? Hôm nay có lại bà ba đâu, anh nói gì anh? Bông bi đồ kiểu chị, kiểu nó cũng đơn giản. Tím quế nè. Tím quế này em có 2, có 3, có 4, có 5, có 6. Tím quế 1 em hết nha. Đỏ tươi 4 thì chị Thúy Kiều 80.000. Tím quế giùm em 2 đến 6. Coi giùm em cho nó mua ngày nào ạ. À? Mua cái gì? Loại 3 bộ 200.000. Rồi vô chat nó giùm em đi. Bộ 300.000 hai bộ, hôm bữa không có hàng bán luôn. 58kg cao 1m50, ưa số 3 mặt trật. Tùy theo cơ địa. Rồi em xuống like nha. Dạ em không biết bán gì nó xô lên mình cũng không còn gì nhiều. Kiểm tra đơn cho nó coi. Rồi em xuống like em giải quyết cái đơn này coi.